tên giáo sứ Mỹ Vân. Thánh lễ ban bí tích thêm sức, tuyên hứa bao đồng và rước lễ lần đầu tại giáo xứ Mỹ Vân. Vào lúc 16 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018, giáo xứ Mỹ Vân vui mừng chào đón Đức cha Giuse Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, về chủ tế thánh lễ mừng sinh nhật thánh doanh tại giả. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận, chánh sứ Mỹ Vân và cha phó Phê Nguyễn Thanh Tâm. Hiệp dân thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu của các em và rất đông giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ hôm nay là một dịp đặc biệt của giáo xứ vì giáo xứ đón nhiều niềm vui cùng lúc, có 27 em được lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu, 28 em lãnh bí tích thêm sức, 8 em bao đồng và làm phép tượng chúa lòng thương xót chẳng đàng thánh giá dẫn lời vào thánh lễ đức cha giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn thiên chúa vì hồng ân đặc biệt mà các em sắp lãnh nhận qua bí tích thêm sức trước lễ lần đầu và tuyên hứa bao đồng sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em sốt sáng lặp lại những lời tuyên hứa trong bí tích rửa tội tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện Đức cha đặt tay cầu xin và trao ban bảy ơn thần lực của Chúa Thánh Thần xuống cho các em. Tiếp nối cử chỉ của Chúa với các tông đồ khi xưa, kết thúc là nghi thức sức dầu thánh. Đây là giây phút quan trọng nhất. Các em với cây nến sáng trên tay cùng người đỡ đầu lần lượt tiến ra giữa nhà thờ, đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, một ấn tín thiêng liêng không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn của các em. Các cha mẹ đỡ đầu đặt tay lên vai các em để nói lên tinh thần trách nhiệm và bổn phận, hướng dẫn đức tin cho các em bằng lời cầu nguyện, dạy dỗ và bằng gương lành về đạo hạnh cho con cái. Tiếp theo đó là nghi thức tuyên hứa bao đồng, các em cùng nhau đặt tay hướng về sách thánh, chung một niềm tin hướng về một đời sống đạo kỳ tơ hữu trưởng thành. Trước khi kết thúc thánh lễ, vì đại diện hội đồng mục vụ giáo sứ có đôi lời cảm ơn Đức Cha đã về dâng thánh lễ ban bí tích cho các em thiếu nhi của giáo sứ, vì đại diện cũng có lời cảm ơn cha sở Vinh Sơn, cha phó, quý giáo lý viên và các bậc phụ huynh đã cộng tác trong việc dạy dỗ các em, Cuối cùng, vị đại diện và các em thiếu nhi dâng lên Đức cha cũng như cha Vinh Sơn, cha Ferro những bó hoa tươi thắm với tất cả tâm tình biết ơn. Thánh lễ kết thúc, các em chụp hình cùng với Đức cha và quý cha với niềm vui và hân hoan trong ngày lãnh nhận hồng ân này.